Chào với các bạn, em là Huỳnh Thông đến từ lớp Thái Ngọc Y44. Hôm nay em xin trả lời câu hỏi về bệnh co hắc tâm vị. Achalasia of the cardia A is associated with hyperplasia of lower esophageal sphincter. 4. Câu này sai bởi co hắc tâm vị có liên quan đến sự phì đại của cơ hắc thực quản dưới. Câu này sai bởi vì co hắc tâm vị là một rối loạn của thực quản liên đặc trưng bởi sự thất bại trong việc giãn của cơ hắc thực quản dưới, và nó hiếm gặp ở trẻ em. B. Has an absence of ganglion cells in outbreak pressure. Co hắc tâm vị là do sự mất đi các tế bào hạch ở đám rối outbreak. Câu này đúng bởi vì co hắc tâm vị là được gây ra bởi sự mất đi cái hạch ức chế ở đám rối cơ ruột. Mesenteric pressure còn được gọi là đám outbreak pressure, là cái hạch nằm dọc theo hành ống tiêu hóa vận động cho cái cơ trơn ở hành ống. C. Presence in children with dysphagia. Có tâm vị gặp ở các trẻ em khó nuốt. Câu này sai bởi vì có bệnh có tâm vị hiếm gặp ở trẻ em. Và D. Diagnosis of confirmed by esophageal function test. Bệnh có tâm vị có thể được chẩn đoán xác định bằng cách cái test chức năng của thực quản. Chẩn đoán xác định bằng cách cho bệnh nhân uống pari hoặc đo áp lực thực quản. Một đặc trưng sau khi uống pari ở bệnh nhân là hình ảnh thực quản phình to có hình mỏ chim. D. E. Cardiomyotomy may not totally relieve symptoms. Rạch tâm vị có thể không hoàn toàn loại bỏ được các triệu chứng của bệnh. Câu này đúng. Vì có một biện pháp phẫu thuật là Heller giúp hỗ trợ 90% cho các bệnh nhân. Chỉ hỗ trợ được 90% cho các bệnh nhân. Đây là hình ảnh về phẫu thuật Heller. Bài trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người.